Như vậy có thể thấy hai yếu tố chi phối nhiều nhất đến năng suất lao động của một quốc gia đó là công nghệ sản xuất và kỹ năng của người lao động. Công nghệ sản xuất thì như chúng ta đã bàn ở trên, còn kỹ năng của người lao động Việt Nam thì sao? Thực chất thì yếu tố này cũng không phải là tốt. Một ví dụ là ngành công nghệ thông tin được đánh giá là một trong những ngành có năng suất lao động cao nhất cả nước, gấp từ 3 đến 10 lần so với những ngành khác. Nhưng nếu đem so sánh với những quốc gia khác trên thế giới như là Ấn Độ thì chỉ bằng 40%, hay là Trung Quốc thì bằng 65%. Điều này cho thấy là công nghệ lạc hậu không phải là rào cản duy nhất của Việt Nam. Tiếp nhận 2.500 hồ sơ nhưng chỉ tuyển được 250 nhân sự. 40-50% ứng viên không vượt qua vòng đánh giá năng lực tiếng Anh và 100% những người trúng tuyển sẽ phải đào tạo thêm trước khi vào làm việc. Đó là đúc rút từ thực tiễn hoạt động của công ty Havenas, một đơn vị chuyên tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin cho các dự án IT trong và ngoài nước. Cái nguồn nhân lực của chúng ta tuy là rất là đông nhưng mà lại chưa tinh. Cho nên chúng ta vừa gặp cái vấn đề là vừa thừa vừa thiếu. Chúng ta thừa nhân lực nhưng mà chúng ta thiếu những người có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Rõ ràng dù viễn thông và công nghệ thông tin là một trong những ngành nghề có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Việt Nam trong vài thập kỷ qua, nhưng khoảng cách của chúng ta với thế giới vẫn còn khá lớn. Về điều này, có lẽ người lao động Việt Nam chỉ có thể tự trách mình, bởi công nghệ thông tin là ngành có thể tự đào tạo qua sách vở và tìm kiếm các cơ hội việc làm toàn cầu qua Internet. Công cụ làm việc của các kỹ sư công nghệ thông tin cũng chỉ là máy tính, tức là không quá khó để đầu tư. Mặc dù vậy, Samsung, đơn vị tuyển dụng hàng nghìn lao động tại Việt Nam mỗi năm cho biết, họ rất khó tìm được nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao ở Việt Nam. Nếu mà giới trẻ mà chỉ thiếu cái vốn ngoại ngữ và ăn văn thì sẽ rất khó mà tiếp cận và phát triển được trong cái môi trường công nghệ thông tin. Tôi biết rằng hầu như bây giờ các bạn trẻ có thể đọc dễ, nhưng còn nghe, nói, viết lại là một vấn đề khác. Mà đó là cái cản trở rất lớn nếu các bạn muốn tiếp cận và muốn cùng hội nhập vào trong cái thế giới công nghệ thông tin của toàn cầu. Trong ngành công nghệ thông tin thì nó có rất là nhiều các bậc. Cái phần mà lương cao nhất thì sẽ thuộc về các cái mảng kiến trúc. Hiện tại thì ở Việt Nam đang còn rất là thiếu có những cái người mà có thể là làm được cái kiến trúc của các cái sản phẩm hay là giải pháp thiết kế. Mà hiện tại chúng ta hiện mới chỉ đang làm được ở cái mảng rất là nhỏ và cái khá là low end ở phía bên dưới. Khối lượng công việc mặc dù là rất là lớn và cần rất là nhiều người, tuy nhiên là cái giá trị thì lại chưa được cao. Dự tính nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 là khoảng 400.000 người, trong khi toàn bộ hệ thống đại học cao đẳng và cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin trong cả nước hiện chỉ có khả năng cung ứng khoảng 250.000 người. Cũng có nghĩa là sẽ có rất nhiều cơ hội cho các kỹ sư công nghệ thông tin của Việt Nam trong tương lai. Nhưng để biến được những cơ hội đó thành việc làm và thu nhập thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính những người lao động Việt Nam.